Nga ra tối hậu thư cứng rắn với NATO. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phá hủy hầu hết hạm đội của Nga. Nga truy nã tướng tình báo Ukraine. Tiết lộ bí mật về quân đội Nga giúp Ukraine giành lại lợi thế trên chiến trường. Phi công Nga chia sẻ về trải nghiệm đối đầu quái vật Hydra. Israel bắt đầu bơm nước biển vào mê cung đường hầm của Hamas. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Ngày 13 tháng 12, người đứng đầu phái đoàn Nga tham dự các cuộc đàm phán về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí ở Viên. Ông Konstantin Gavrilov tuyên bố Moscow sẽ đáp trả nếu Ukraine sử dụng các căn cứ không quân của NATO để xuất kích các máy bay chiến đấu nhằm chống lại Nga. Ông Konstantin Gavrilov nói, chúng tôi đã nghe thấy những bình luận rằng trong bối cảnh hạ tầng đường băng của Ukraine bị phá hủy nghiêm trọng, các tiêm kích F-16 mà phương Tây viện trợ cho Ukraine có thể xuất kích từ những căn cứ không quân ở Ba Lan, Romania, Slovakia. Theo nhà ngoại giao này, Moscow sẽ coi đây là sự tham gia của các nước trên vào cuộc xung đột Nga-Ukraine và sẽ buộc Nga phải sử dụng các biện pháp đáp trả. Ông nói, chúng tôi kiên quyết cảnh báo rằng Moscow coi việc sử dụng các máy bay chiến đấu này từ lãnh thổ các quốc gia thành viên NATO đồng nghĩa với việc các nước đó đang tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine và buộc Nga phải đáp trả. Ông Gavrilov cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang tạo ra mối đe dọa an ninh ở vùng biên giới phía Tây của Nga. Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ cam kết cung cấp máy bay chiến đấu F-16 trong vài năm tới như một phần trong chương trình chuyển đổi sang các máy bay quân sự hiện đại hơn của họ. Trong đó, Hà Lan có kế hoạch gửi lô máy bay chiến đấu đầu tiên tới Kiev vào năm 2024. Hồi cuối tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố những chiếc F-16 đầu tiên được chính phủ của ông cung cấp sẽ đến một căn cứ quân sự ở Romania, nơi tiến hành huấn luyện cho người Ukraine trong vòng 2 tuần. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, chiến đấu cơ F-16 sẽ tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, hỗ trợ họ trong chiến dịch phản công nhằm đẩy lùi lực lượng Nga của Kiev. Về phía mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng, phòng không nước này chỉ cần 20 ngày để hạ toàn bộ tiêm kích F-16 mà phương Tây cam kết chuyển giao cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cảnh báo toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp cho Ukraine có thể bị bắn hạ trong chưa đầy 3 tuần. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Ukraine có nguy cơ kéo NATO vào xung đột nếu triển khai tiêm kích ở lãnh thổ các nước thành viên liên minh lân cận. Ukraine từ lâu đã kêu gọi phương Tây viện trợ tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất. Mỹ đã bật đèn xanh cho các đồng minh cung cấp loại máy bay này cho Ukraine và lập liên minh hỗ trợ huấn luyện vận hành cho phi công Ukraine. F-16 nếu được trang bị vũ khí không đối không, có thể sẽ mang lại ưu thế trên không cho không quân Ukraine và tạo ra mối đe dọa đối với không quân Nga, từ đó xoay chuyển cục diện chiến trường. Tuy nhiên, truyền thông Nga nói rằng quân đội nước này sở hữu vũ khí có thể đánh bại F-16, theo RIA Novosti. F-16 có thể bị phá hủy bởi tên lửa tầm xa 40N6 được phóng từ hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. 40N6 là tên lửa đất đối không tầm xa được thiết kế cho hệ thống phòng không S-400 và S-500. Tên lửa được triển khai trong các hoạt động tấn công máy bay tác chiến điện tử và cảnh báo sớm trên không, máy bay ném bom chiến lược, tên lửa hành trình siêu thanh và tên lửa đạn đạo. Mới đây, cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga cho thấy, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Kirill Budanov, đã bị đưa vào danh sách truy nã. Theo đó, ông Kirill Budanov, sinh ngày 4 tháng 1 năm 1986, bị truy nã theo một điều khoản trong Bộ Luật Hình sự. Tội danh khiến người này bị truy nã không được công bố. Hồi tháng 4 năm nay, Tòa án quận Lepotovo ở Moscow, Nga đã phát lệnh bắt và đưa vào danh sách truy nã quốc tế đối với tướng Budanov. Vào thời điểm đó, ông Budanov bị cáo buộc liên quan đến hoạt động khủng bố và buôn lậu vũ khí. Phản ứng với lệnh của tòa án, ông Budanov nói, "Tôi rất vui, đó là minh chứng cho thấy công việc của chúng tôi và tôi hứa thậm chí sẽ làm tốt hơn thế." Trước đó, Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB đã chỉ đích danh ông Budanov là kẻ tổ chức vụ tấn công khủng bố ở cầu Crimea ngày 8 tháng 10 năm ngoái. Khi đó, trên cầu có một chiếc xe tải bị nổ. Kết quả là 7 thùng nhiên liệu trên một đoàn tàu đang chạy trên cầu bốc cháy. Một phần đường ô tô ở hai nhịp cầu bị sập, 4 người thiệt mạng. Giao thông đường sắt trên cầu được khôi phục hoàn toàn ngay trong buổi tối hôm đó.
đường lưu thông dự bị dành cho xe con cũng nhanh chóng được bố trí, lúc đầu là một làn đường và sau đó là cả hai làn đường. Liên quan đến vụ tấn công, Nga đã bắt giữ 5 người ở Simferopol, sau đó những người này được chuyển về trung tâm giam giữ trước khi xét xử ở thủ đô và 3 người ở Moscow. Ngoài ra, ông Buranov đã nhiều lần nói về sự tham gia của Kiev vào các vụ tấn công khủng bố nhằm vào những người Nga nổi tiếng. Người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi tuyên bố của nhân vật nói trên là khủng bố. Mới đây, các quan chức và nhà ngoại giao châu Âu tiết lộ rằng các nhà lãnh đạo EU và các trợ lý của họ đang gồng mình đàm phán với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và sẵn sàng nhượng bộ để cung cấp cho Budapest nhiều tiền hơn nhằm đổi lấy việc chính phủ của ông Orbán từ bỏ quyền phủ quyết viện trợ của EU cho Ukraine. Trong khi đó, lãnh đạo nhóm Đảng Nhân dân châu Âu, ông Manfred Weber, lại tuyên bố các nhà lãnh đạo EU nên phê duyệt viện trợ cho Ukraine nếu cần mà không cần sự đồng ý của Hungary. Ông Weber cũng cảnh báo rằng ông Orbán đang là người không đáng tin. Lãnh đạo Đảng Xã hội và Dân chủ trong Nghị viện châu Âu, ông Irace Garcia cho hay, nếu chúng ta nhượng bộ ông Orbán lúc này, ông ấy sẽ tiếp tục tống tiền chúng tôi. Hiện tại, các nhà lãnh đạo EU muốn thông qua hai biện pháp hỗ trợ quan trọng cho Kiev. Một là khoản viện trợ chính trị giá 50 tỷ euro cho nền kinh tế bị xung đột tàn phá của Ukraine trong 4 năm. Và thứ hai là bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU cho nước này. Ông Orbán đang ngăn chặn cả hai và động thái này bị cáo buộc là vì tống tiền. Theo quan chức chính quyền Orbán, hôm 12 tháng 12, Hungary đã quyết định đàm phán. Trong đó, Hungary sẽ ngừng phủ quyết gói viện trợ tài chính mới cho Ukraine nếu Bruxelles bỏ chặn tất cả các khoản tiền lẽ ra sẽ chuyển đến Hungary nhưng bị EU đóng băng vì tham nhũng và các vấn đề pháp quyền của Budapest. Bruxelles dự kiến thông báo họ sẽ giải ngân khoảng 10 tỷ euro trong quỹ EU bị đóng băng cho Hungary. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng điều đó gần như chưa đủ đối với Hungary và Budapest sẽ dỡ bỏ quyền phủ quyết khi Bruxelles bàn giao toàn bộ số tiền mặt dành cho Hungary mà họ đã phong tỏa lên tới khoảng 30 tỷ euro. Một quan chức giấu tên của EU tiết lộ, có thể có một giải pháp, chúng tôi sẽ phải đưa cho Thủ tướng Orbán thứ gì đó. Điều đó thật đau lòng, nhưng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Vị quan chức này nói thêm, chúng tôi đang ở thế cân bằng về một thỏa thuận có thể xảy ra. Một nhà ngoại giao cấp cao cũng cho biết, ông lạc quan về một thỏa thuận với Budapest. Thủ tướng Hungary và các trợ lý của ông cũng đang ra tín hiệu về việc họ sẵn sàng đạt được một thỏa thuận. Ông Orbán lập luận rằng, ông phải bảo vệ người dân của mình trước chi phí sinh hoạt, giá năng lượng tăng cao và phe cực hữu đang lớn mạnh. Nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh, hàng tỷ đô la Mỹ của EU có thể giúp giải quyết các vấn đề kinh tế, đồng thời nói thêm rằng Berlin và Paris đã hiểu thông điệp này. Tuy nhiên, trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào ngày 14 tháng 12, dự kiến thảo luận các vấn đề như nguồn tài trợ của Ukraine cũng như khả năng gia nhập EU của nước này, Budapest đã báo hiệu họ sẽ không nhân nhượng. Bộ trưởng chịu trách nyiệm về các vấn đề EU của Hungary, ông János Boka đã lên tiếng cảnh báo. Hungary sẽ không thay đổi quyết định. Chúng tôi có thể nói về khoảng thời gian sau hội nghị thượng đỉnh tháng 12 với các quốc gia thành viên, nhưng tôi không thấy bất kỳ yếu tố nào có thể thay đổi quyết định của chúng tôi. Hỗ trợ cho Ukraine nằm bên ngoài ngân sách EU. Một giải pháp cũng đang được xem xét trong các cuộc đàm phán riêng và liên quan đến việc 26 thành viên EU khác hình thành một gói tài chính dành cho Ukraine để cung cấp cho Kiev nguồn tài trợ khẩn cấp cho năm tới. Tuy nhiên, báo cáo cho biết thêm rằng các cuộc thảo luận đang được giữ bí mật để không loại trừ khả năng thuyết phục Hungary rút lại quyền phủ quyết. Các quan chức EU cho rằng sẽ thật liều lĩnh nếu không có kế hoạch B. Trước đó, Phó Thủ tướng Ukraine Olga Stefanishina nhấn mạnh rằng nếu EU không thống nhất về một gói tài chính và làm đình trệ các cuộc đàm phán về khả năng Ukraine gia nhập châu Âu, thì đó sẽ là sự thất bại của toàn bộ EU. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Dmytro Kuleba cũng cho biết tương lai của Ukraine và EU sẽ tàn khốc nếu EU không bật đèn xanh cho nước này gia nhập liên minh. Hơn thế, việc đảm bảo nguồn hỗ trợ tài chính mới từ châu Âu là rất quan trọng khi có nhiều nghi ngờ về sự hỗ trợ trong tương lai của Mỹ dành cho Ukraine. Quốc gia phụ thuộc nhiều vào viện trợ tài chính của phương Tây trong cuộc xung đột với Nga đã kéo dài gần 2 năm qua mà chưa có hồi kết. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Fox News nhân chuyến thăm Mỹ mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu những thành tựu của quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã phá hủy hầu hết hạm đội của Nga đồn trú gần Crimea. Theo ông, Kiev đã thực hiện một số vụ tấn công thành công nhằm vào hạm đội Biển Đen của Nga bằng các tên lửa hành trình do phương Tây viện trợ. Ông cho biết thêm rằng Ukraine đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 20.000 thành viên của lực lượng Wagner. Ông khẳng định phía Nga đã không thể kiểm soát thêm bất cứ ngôi làng nào ở Ukraine kể từ đầu năm nay. Tuy nhiên, hãng tin RT của Nga đã bác bỏ tuyên bố này. RT dẫn lại việc Nga giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine hồi tháng 5. Bakhmut từng là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất giữa Ukraine và Nga
khiến cả hai bên tổn thất lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái. Giới truyền thông phương Tây cho biết, việc Ukraine ra sức bảo vệ Bakhmut đã ảnh hưởng lớn đến chiến dịch phản công của họ, do mặt trận này đã khiến Ukraine tiêu hao binh lực đáng kể. Xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài gần 2 năm. Một báo cáo tình báo Mỹ cho biết, cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến 315.000 binh sĩ Nga thiệt mạng và bị thương, tương đương gần 90% nhân lực mà nước này có khi bắt đầu chiến dịch quân sự. Những tổn thất này là lý do khiến Nga phải nới lỏng các tiêu chuẩn tuyển dụng để triển khai thêm quân ở Ukraine. Báo cáo cho biết, quy mô tổn thất đã buộc Nga phải thực hiện các biện pháp bất thường để duy trì khả năng chiến đấu. Nga tuyên bố huy động một phần 300.000 quân vào cuối năm 2022, đồng thời nới lỏng các tiêu chuẩn cho phép tuyển dụng các tù nhân và người dân lớn tuổi. Báo cáo cho biết thêm, quân đội Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine với 3.100 xe tăng, sau đó mất 2.200 chiếc và phải bổ sung lực lượng bằng xe tăng T-62 được sản xuất từ những năm 1970. Hiện Nga chỉ còn lại 1.300 xe tăng trên chiến trường. Báo cáo cũng đánh giá rằng tổn thất của Moscow, bao gồm những tổn thất về nhân sự và xe bọc thép trong cuộc xung đột với Ukraine, đã khiến quá trình hiện đại hóa quân đội của Nga bị chậm lại 18 năm. Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN hôm 12 tháng 12, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Tommy Tuberville đã bày tỏ quan điểm phản đối việc Mỹ cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine vì bản thân ông không bao giờ nghĩ Kiev sẽ chiến thắng trong cuộc xung đột hiện nay. Khi nhận được câu hỏi liệu Ukraine có thất bại nếu không còn nhận được viện trợ từ Mỹ hay không, ông Tuberville trả lời phóng viên CNN rằng việc Ukraine không giành được chiến thắng luôn là một khả năng lớn. Ý tôi là, ngay từ đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể thắng. Đồng thời, Thượng nghị sĩ Mỹ cũng bác bỏ những lo ngại về việc Nga sẽ tiến quân đến những nơi khác ở châu Âu sau khi đánh bại lực lượng Ukraine. Ông Tuberville nhấn mạnh, tôi chưa bao giờ nghĩ viễn cảnh đó sẽ xảy ra. Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ viện trợ cho Ukraine các khoản hỗ trợ kinh tế và quân sự ước tính lên tới 111 tỷ đô la Mỹ. Gần đây, Washington nhiều lần cảnh báo ngân sách nước này đang bắt đầu cạn kiệt. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang đề nghị Mỹ cung cấp thêm viện trợ để hỗ trợ các chiến dịch của nước này. Hôm 12 tháng 12, nhà lãnh đạo Ukraine đã tới Washington để gặp gỡ hàng loạt các quan chức hàng đầu của Mỹ trong nỗ lực thuyết phục họ tiếp tục gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ theo đề xuất của Nhà Trắng. Tuy nhiên, nỗ lực của ông Zelensky không thành công. Theo RT, một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã rời cuộc gặp mặt và mô tả cuộc họp là câu chuyện cũ đã được lên kịch bản. Trong nỗ lực khác, Tổng thống Joe Biden đang tiếp tục kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt gói tài trợ và cũng cam kết viện trợ quân sự khẩn cấp thêm 200 triệu đô la Mỹ cho Kiev, được thực hiện qua quyền rút vốn của Tổng thống, PDA, cho phép chính quyền Tổng thống Joe Biden chuyển vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội nước này trong trường hợp khẩn cấp. Trong khi đó, Moscow nhận định chuyến thăm mới nhất của ông Zelensky tới Washington sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của cuộc xung đột. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói với các phóng viên rằng bất kể điều gì xảy ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự của mình. Trong bài phát biểu tại một sự kiện tranh cử ở New Hampshire mới đây, ứng viên Tổng thống Mỹ, ông Vivek Ramaswamy đã thừa nhận rằng vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh của Nga vượt trội so với Mỹ. Ông Vivek Ramaswamy nói, Nga có vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh tốt hơn chúng ta rất nhiều. Ứng cử viên Ramaswamy đã nhấn mạnh mối đe dọa chính đối với Mỹ là liên minh giữa Nga và Trung Quốc. Bằng cách tài trợ cho Ukraine, Nhà Trắng chỉ đang làm cho liên minh này trở nên mạnh mẽ hơn. Ông cũng nói thêm rằng, việc Kiev nhận được số tiền lớn nhưng vẫn chưa đạt được gì, nên việc hỗ trợ thêm chỉ đơn giản là vô nghĩa. Cùng với việc thừa nhận của ông Ramaswamy, cựu sĩ quan tình báo quân sự Mỹ, Scott Ritter cho rằng Mỹ sẽ phải chấp nhận việc Nga chiếm ưu thế về hạt nhân, nếu không sẽ phải bước vào cuộc chạy đua vô nghĩa. Ông Ritter nhận định, thất bại của các biện pháp răn đe hạt nhân chiến lược truyền thống của Mỹ và Anh hoàn toàn tương phản với hàng loạt cuộc thử nghiệm thành công do Nga thực hiện. Ông Ritter đã đề cập đến thành công của Nga trong các vụ phóng tên lửa Bulava từ tàu ngầm Borei, các cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa chiến lược Yars, cũng như vụ phóng thử tên lửa hành trình có tầm bắn không giới hạn Burevestnik. Theo sĩ quan tình báo Mỹ, Nga sẽ tiếp tục các chương trình hiện đại hóa hạt nhân hiện tại, đặc biệt là trong điều kiện nước này không còn bị hạn chế bởi bất cứ điều gì sau khi rút khỏi Hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công chiến lược. Ông cho rằng, tình trạng này sẽ làm phức tạp thêm việc phát triển lực lượng hạt nhân của Mỹ và Anh. Hai nước sẽ buộc phải chi hàng trăm tỷ đô la Mỹ, nhưng vẫn sẽ thua kém Nga
Ông Ritter lưu ý, các chính trị gia Mỹ sẽ phải nhận ra thực tế mới và thích nghi với nó. Nếu không, Mỹ có thể phải lâm vào một cuộc chạy đua vũ trang vô nghĩa mà nước này không có khả năng giành chiến thắng. Nhà phân tích Mỹ nhấn mạnh, thời kỳ chiếm ưu thế hạt nhân không thể phủ nhận của Mỹ đã kết thúc. Nói về ưu thế hạt nhân của Nga so với Mỹ và các đối thủ, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev khẳng định Nga đã vượt qua các đối thủ trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân. Tuyên bố được ông Nikolai Pachusev đưa ra khi phát biểu tại diễn đàn và triển lãm Expo Quốc tế Nga tại Trung tâm Triển lãm Toàn Nga VDNKH ở Moscow giữa tháng 11. Ông nhấn mạnh việc thực hiện chiến lược an ninh quốc gia của Nga đã góp phần duy trì ổn định nội bộ, sự phát triển tiềm năng kinh tế, chính trị, quân sự và tinh thần của Nga. Ông Pachusev nói, lần đầu tiên trong lịch sử vũ khí tên lửa hạt nhân, Nga đã vượt qua các đối thủ trong lĩnh vực này và trở thành nước sở hữu vũ khí chiến lược độc nhất, bao gồm cả vũ khí siêu thanh, sẽ đảm bảo an ninh trong nhiều thập kỷ tới. Theo chuyên gia quân sự Vladislav Surygin, việc Nga dẫn đầu trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân là rất cần thiết để bảo vệ đất nước trước những động thái gần đây của Mỹ liên quan đến vấn đề này. Chuyên gia Vladislav Surygin nhấn mạnh, người Mỹ thường xuyên đình chỉ thị thực đối với các thanh sát viên của chúng tôi. Người Mỹ thường xuyên chặn các nỗ lực của chúng tôi, bao gồm cả những nỗ lực liên quan đến việc thực hiện thỏa thuận bầu trời mở trong các chuyến nghiên cứu của chúng tôi. Và theo đó, cũng có một danh sách toàn bộ mọi thứ không phù hợp với chúng tôi. Chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi người Mỹ về chủ đề này, nhưng họ đã tránh giải quyết những vấn đề này bằng mọi cách có thể. Trong trường hợp này, họ chỉ đơn giản sử dụng một phần của thỏa thuận có lợi cho họ, cụ thể là thu thập thông tin chiến lược về vị trí của các lực lượng hạt nhân chiến lược của chúng tôi, tương ứng về các hoạt động di chuyển của họ về bất kỳ vụ phóng, thử nghiệm nào. Chuyên gia Vladislav Surygin nói thêm, trên thực tế, họ giải thích nó và sử dụng nó một cách rõ ràng vì lợi ích của họ. Điều này tất nhiên không phù hợp với chúng tôi. Chúng tôi đã cảnh báo và cho biết tình hình trở nên trầm trọng như thế nào. Chúng tôi đã thoát khỏi hiệp ước New Start. Một trong những vũ khí siêu thanh mà Moscow sở hữu bao gồm tên lửa Kinzhan được đưa vào biên chế năm 2017. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Kinzhan không giống tên lửa đạn đạo thông thường. Tính cơ động cao và tốc độ vượt trội cho phép nó xuyên thủng mọi hệ thống phòng không hiện có. Năm 2018, quân đội Nga cũng tiếp nhận tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Bulava, được ví là nền tảng tương lai trong bộ ba hạt nhân của nước này. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, tính đến năm 2023, Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với tổng cộng 5.889 đầu đạn. Xếp thứ hai là Mỹ với tổng cộng 5.224 đầu đạn. Ngày 12 tháng 12, trong bản cập nhật tình báo hàng ngày, nhóm tình báo Anh cho biết rất có thể lực lượng Nga sẽ tiếp tục gặp khó khăn khi chiến đấu vào ban đêm. Nhóm tình báo Anh nhấn mạnh nhiều phản hồi từ các binh sĩ đã nêu bật xu hướng này kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Tình báo Anh cho rằng vấn đề chiến đấu ban đêm của Nga được cho là có yếu tố văn hóa vì hoạt động huấn luyện quân sự của Nga hiếm khi nhấn mạnh đến các cuộc tập trận ban đêm. Theo Bộ Quốc phòng Anh, hoạt động huấn luyện quân sự của Nga thường diễn ra vào ban ngày để gây ấn tượng với các quan chức cấp cao đến thăm. Bên cạnh đó, Ukraine đang có lợi thế trong môi trường tối tăm và có khả năng thực hiện các cuộc tấn công vào ban đêm chống lại quân đội Nga nhờ vào sự hỗ trợ từ các thiết bị, trong đó có cả kính quan sát đêm được cung cấp bởi các quốc gia phương Tây. Trong bản đánh giá mới nhất, tình báo Anh cho biết, vào cuối tháng trước, một người sử dụng mạng xã hội tự xưng là binh sĩ Nga tham gia chiến đấu tại thành phố Kherson của Ukraine đã nhấn mạnh sự thiếu hụt kính nhìn đêm cũng như camera ánh sáng yếu cho máy bay không người lái. Dựa vào thông tin từ nhóm tình báo Anh, có thể thấy rằng kính nhìn đêm thường luôn đứng ở vị trí hàng đầu trong danh sách thiết bị mà các đơn vị Nga thường xuyên yêu cầu từ gia đình và những người hỗ trợ họ. Bộ Quốc phòng Anh nói, lực lượng Ukraine thường được trang bị thiết bị nhìn đêm từ các đối tác quốc tế. Trước đây, một chuyên gia về xung đột đã từng nói với Business Insider rằng Nga đơn giản là không đủ khả năng trang bị cho lực lượng của mình những thiết bị có khả năng nhìn đêm đắt tiền. Trưởng nhóm tình báo không gian địa lý và nhà phân tích Nga của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, ông Georgi Parot cho biết, quân đội Nga vốn nổi tiếng vì thiếu một số thiết bị cao cấp hơn ngay cả trước cuộc chiến. Trong khi đó, trong một bản đánh giá tình hình trên chiến trường gần đây, các quan chức Anh đã đưa ra nhận định rằng lực lượng Ukraine đã đạt được một số tiến triển quan trọng trong cuộc đối đầu khốc liệt tại Avdiivka. Ngày 11 tháng 12, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Avdiivka đang là nơi xảy ra giao tranh ác liệt nhất trên chiến trường.
Bộ Quốc phòng Anh nhận định các đơn vị của Ukraine có thể đã tiến hành các cuộc phản công cục bộ thành công ở khu vực này, khiến lực lượng Nga không thể giành quyền kiểm soát làng Tepov. Theo một chuyên gia Nga, lực lượng Ukraine đã tiến vào các khu vực không xác định gần Tepov, nơi mà quân đội Nga đang nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát để kiểm soát cả Avdiivka và khu công nghiệp trong thành phố này. Chiến dịch tấn công của Nga nhằm giành quyền kiểm soát Avdiivka đã bắt đầu từ tháng 10. Các blogger quân sự Nga cho biết Ukraine đã phải chịu tổn thất lớn tại Avdiivka. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny và một số chuyên gia quân sự đều nghi ngờ về khả năng của Kiev trong việc phá vỡ phòng tuyến của Nga tại khu vực này. Trong một cuộc gặp tại phòng bầu dục với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12 tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết cung cấp thêm 200 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự khẩn cấp cho Ukraine. Tổng thống Biden nói, tôi vừa phê duyệt việc cung cấp thêm 200 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine. Số tiền này sẽ nhanh chóng được giải ngân. Chúng tôi sẽ luôn đứng về phía các bạn. Ông Biden cũng nhấn mạnh, lưỡng đảng ở Mỹ vẫn dành sự ủng hộ cho Ukraine và ông sẵn sàng nhượng bộ về vấn đề biên giới để các cuộc thảo luận ở Quốc hội diễn ra đúng hướng. Theo khoản viện trợ 200 triệu đô la Mỹ mới nhất được ông Biden công bố được thực hiện theo quyền rút vốn của Tổng thống, cho phép chính quyền Tổng thống Joe Biden chuyển vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội nước này trong trường hợp khẩn cấp. Truyền thông Mỹ tiết lộ, gói viện trợ mới sẽ được lấy từ kho dự trữ của Lầu Năm Góc. Các loại khí tài này bao gồm tên lửa bổ sung cho hệ thống HIMARS, tên lửa chống bức xạ HARM, hệ thống chống thiết giáp, đạn pháo, 4 triệu viên đạn súng trường, máy phát điện và nhiều thiết bị khác. Tính cả gói viện trợ này, Mỹ còn khoảng 4,4 tỷ đô la Mỹ khí tài có thể rút từ kho dự trữ của Lầu Năm Góc. Sau cuộc gặp với ông Zelensky, Chủ tịch Hạ viện Mỹ ông Mike Johnson cho biết chính quyền của Tổng thống Biden phải cung cấp thêm chi tiết về cách sử dụng khoản tiền khổng lồ này. Chủ tịch Hạ viện Mỹ nhấn mạnh, những gì chính quyền Biden dường như đang yêu cầu là thêm hàng tỷ đô la Mỹ mà không có sự giám sát phù hợp, không có chiến lược rõ ràng để giành chiến thắng và không có câu trả lời nào mà tôi nghĩ là người dân Mỹ muốn biết. Ông Biden cho rằng Quốc hội Mỹ cần thông qua nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine trước khi tạm nghỉ. Hạ viện Mỹ sẽ đóng cửa hôm 14 tháng 12, bắt đầu kỳ nghỉ lễ cuối năm kéo dài hơn 3 tuần. Ông Biden nói, những quyết định mà chúng tôi đưa ra bây giờ sẽ là quyết định tương lai trong nhiều thập kỷ tới, đặc biệt là ở châu Âu. Trước đó, Tổng thống Biden khẳng định với ông Zelensky rằng ông sẽ không rời bỏ Ukraine và người dân Mỹ cũng vậy. Nhưng ông cảnh báo các nhà lập pháp rằng sự hoài nghi của họ có thể trao cơ hội chiến thắng cho Nga. Tổng thống Biden nhấn mạnh, Nga đang trông đợi việc Mỹ không viện trợ cho Ukraine và chúng ta phải hành động để chứng minh điều đó là sai. Trong cuộc gặp tại phòng bầu dục, ông Biden khẳng định sẽ luôn sát cánh cùng Ukraine và rằng Quốc hội Mỹ cần thông qua viện trợ trước khi trao cho phía Nga món quà Giáng sinh tuyệt vời. Ông Zelensky cho biết, Ukraine đang đạt được những tiến bộ trong việc trở nên tự chủ và ít phụ thuộc hơn vào viện trợ, đồng thời nhấn mạnh thành công của Kiev cũng sẽ có ảnh hưởng đến các quốc gia khác tại châu Âu. Dự luật nhằm cung cấp viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ cho Kiev của Nhà Trắng đã bị Thượng viện Mỹ chặn vào tuần trước. Đảng Cộng hòa yêu cầu chính quyền kiểm soát nhập cư chặt chẽ hơn ở biên giới phía Nam Mỹ để đổi lấy việc phê duyệt hỗ trợ Ukraine. Ông Zelensky đến Mỹ để kêu gọi nguồn viện trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine. Điều này diễn ra trong bối cảnh cuộc phản công kéo dài 6 tháng chống lại Nga không mang lại kết quả đáng kể. Trong khi đó, ngày 12 tháng 12, Nga cũng khẳng định Mỹ không thể xoay chuyển tình thế chiến sự ở Ukraine bằng cách bơm thêm hàng chục tỷ đô la Mỹ vào nước này. Moscow nhiều lần cảnh báo việc tiếp tục cung cấp viện trợ và vũ khí của phương Tây cho Kiev sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột, không thay đổi được kết quả cuối cùng. Trong những tháng gần đây, do các nước đồng minh phương Tây của Ukraine chậm nguồn viện trợ dẫn đến thiếu thốn đạn dược, các pháo thủ của lữ đoàn 47 chỉ biết đứng nhìn đoàn xe Nga tiến lại gần vị trí của bộ binh Ukraine ở sườn phía bắc Avdiivka. 5 xe bọc thép của Nga đã tiến vào làng Tepov, bắn súng yểm trợ để hỗ trợ khoảng 40 binh sĩ nước này đang tìm nơi ẩn náu trong các căn nhà xung quanh các vị trí của lực lượng Ukraine. Đáp trả, phía Ukraine triển khai một xe chiến đấu Bradley tiến về phía binh sĩ Nga. Trận đánh này là một phần trong chiến dịch tuyệt vọng của Ukraine nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của Avdiivka trước khi Nga bắt đầu chiến dịch bầu cử trong năm 2024. Lữ đoàn 47 là một trong những lữ đoàn được trang bị tốt nhất của Ukraine với xe tăng Leopard 2 của Đức và xe chở bộ binh Bradley M1 của Mỹ. Trong cuộc phản công mùa hè, đơn vị này đã được giao nhiệm vụ xung kích tiền phong, chọc thủng phòng tuyến Nga để mở đường tới Biển Đen. Tuy nhiên, lữ đoàn 47 ngay lập tức phải đối mặt với những bãi mìn dày đặc và những đợt tấn công mạnh mẽ của quân đội Nga. Họ đã rút lui vào tháng 10 sau khi tiến lên được khoảng 10 km.
trung sĩ Danilo, 23 tuổi, thuộc tiểu đoàn 2, đội trinh sát trên không của lữ đoàn 47 nói. Trang bị tốt đi kèm với trách nhiệm lớn. Cuộc chiến ở Ukraine đang bước vào giai đoạn quan trọng. Nếu mất Avdiivka, đồng nghĩa với việc lực lượng của Kiev sẽ phải rút về các vị trí chiến lược như Ocheretine và các hồ chứa ở Kalivka. Kalivka đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước cho những khu vực còn lại ở Donbass mà hiện nay Ukraine đang kiểm soát. Các trận đánh tại đây có thể tạo ra những gián đoạn nghiêm trọng đối với nguồn cung nước quan trọng này. Nếu kiểm soát được các điểm cao ở Ocheretine, cách đó 3,5 km, phía Nga có thể bắt đầu nã pháo vào Minorat, thành phố có 50.000 dân. Nếu không có sự hỗ trợ đạn dược từ phương Tây đối với các đơn vị như lữ đoàn 47, khả năng họ sẽ không thể ngăn chặn sự tiến triển của quân đội Nga. Lực lượng từ Moscow có thể tiến vào Dnipro và thực hiện cuộc chiến dịch quét về phía Bắc đến Kiev, cắt đứt quân đội Ukraine tại khu vực Donbass. Giữ vững Avdiivka cũng là chìa khóa duy trì nhuệ khí. Chiến dịch phòng thủ nơi này từ một góc độ nào đó còn là cách để Ukraine tưởng niệm hàng nghìn binh sĩ đã thiệt mạng ở Avdiivka sau những bất ổn năm 2014. Các cứ điểm của Ukraine tại Avdiivka được tờ báo Tham ví như con dao găm đe dọa yết hầu thành phố Donetsk hiện do Nga kiểm soát. Thành phố Donetsk lại đóng vai trò mấu chốt nếu Ukraine muốn phản công nhằm giành lại cả vùng Donbass trong tương lai. Việc Ukraine điều động tới lữ đoàn 47, một trong những đơn vị tốt nhất trong tay mình, là minh chứng cho tầm quan trọng của Avdiivka. Thời gian gần đây, quân đội Ukraine vẫn bám trụ dù gần như bị bao vây hoàn toàn. Đường tiếp tế của họ phơi mình trước pháo hạng nặng trong 22 km cuối cùng của chặng đường. Bất chấp tổn thất nặng nề trong mùa hè, những người lính lữ đoàn 47 vẫn sẵn sàng chiến đấu, nhưng sự bế tắc chính trị tại Washington đang làm trì hoãn nguồn tiếp tế thiết yếu của họ. Việc Liên minh châu Âu lỡ hẹn cung cấp 1 triệu viên đạn pháo đã buộc quân đội Ukraine phải dè sẻn đạn dược. Thay vì bắn ngay khi lực lượng Nga đến trong tầm bắn, binh sĩ của lữ đoàn 47 phải chờ đợi để chắc chắn rằng đối phương đang tiến về phía mình và chỉ bắn vào các nhóm lớn. Trung sĩ Taras là một binh sĩ súng cối 31 tuổi, cũng thuộc tiểu đoàn 2 của lữ đoàn 47 cho biết, "Chúng tôi lẽ ra phải kiểm soát trận địa từ cách xa 4 km để có thể loại bỏ vài trăm binh sĩ Nga trước khi đối phương áp sát bộ binh của chúng tôi. Như thế sẽ chỉ có một số người bị thương. Nhưng không có đạn dược thì chúng tôi không thể làm như thế." Người lính nói thêm, "Khi có 2 đến 3 binh sĩ Nga, tôi sẽ dừng bắn. Chỉ khi tình huống nguy cấp như 10 người áp sát bộ binh của chúng tôi mới hành động. Nếu các quả đạn pháo không có cùng trọng lượng, quả tiếp theo sẽ bay qua binh lính Nga 200m, như thế là quá muộn." Thay vì chờ đợi nhìn các nhóm lính nhỏ hơn tấn công người mình, đội của Taras đôi khi điều khiển UAV bay về phía đối phương để dọa cho họ tàn mát. Cả anh Taras và anh Danilo đều nói rằng lữ đoàn 47 không có đủ trang thiết bị. Họ lường trước được việc đồng minh phương Tây bị phân tâm vì cuộc khủng hoảng ở Trung Đông nên đã vận động gây quỹ mua những thứ trong khả năng. Tuy nhiên, phần lớn số đó đang bị giữ lại ở biên giới do sự phong tỏa của các tài xế xe tải Ba Lan bất mãn vì cho rằng các tài xế Ukraine đang cạnh tranh không lành mạnh. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố Avdiivka, ông Vitali Barabas cho biết, "Thật buồn khi chứng kiến thành phố mà tôi quen biết từ khi còn nhỏ và ngôi làng nơi tôi sinh ra bị xóa sổ. Thị trấn thay đổi không phải theo ngày mà theo giờ. Vào buổi sáng, bạn lái xe ngang qua một tòa nhà bị hư hại, sau đó bom rơi và khi bạn rời đi vào buổi tối thì nó biến mất." Ngày 12 tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo Đảng Cộng Hòa rằng họ sẽ tặng Nga một món quà Giáng sinh nếu không cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Thế nhưng cuộc họp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Hạ viện Mỹ kết thúc mà không có cam kết hỗ trợ thêm từ phía Kiev. Tổng thống Zelensky đã đến Washington để tìm kiếm sự ủng hộ trong cuộc xung đột với Nga, nhưng ông đối diện sự hoài nghi từ những nghị sĩ chủ chốt của Đảng Cộng Hòa. Cho đến thời điểm hiện tại, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vẫn chưa đồng ý hỗ trợ yêu cầu của Nhà Trắng về việc cung cấp cho Ukraine một khoản viện trợ lên đến 61,4 tỷ đô la Mỹ. Sau cuộc họp với ông Zelensky, ông Johnson phát biểu, "Những gì chính quyền Tổng thống Biden đang yêu cầu dường như là thêm hàng tỷ đô la mà không có sự giám sát phù hợp, không có chiến lược rõ ràng để giành chiến thắng và không có câu trả lời nào mà tôi nghĩ người dân Mỹ phải trả lời." Trong trang phục là áo sơ mi đen và quần màu ô liu, ông Zelensky đã nhận được sự hoan nghênh từ Quốc hội Mỹ khi ông tham dự cuộc họp kín với các thượng nghị sĩ, các lãnh đạo Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Hạ viện. Tuy nhiên, một số thành viên của Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là những người có mối liên kết mật thiết với cựu Tổng thống Donald Trump, phản đối việc tăng cường viện trợ. Họ cho rằng mọi khoản tiền bổ sung cần phải đi kèm với những thay đổi về chính sách nhập cư trong nước, một vấn đề gây tranh cãi lớn trong nền chính trị Mỹ. Trong cuộc gặp với ông Zelensky tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng ông và người dân Mỹ sẽ không quên Ukraine. Ông cảnh báo các nghị sĩ rằng nếu họ không chấp thuận yêu cầu viện trợ, tức là đang trao cho Nga chiến thắng. Ông Biden nói, "Chúng tôi sẽ ở bên cạnh các bạn. Quốc hội cần thông qua gói viện trợ trước khi họ trao cho Tổng thống Nga Vladimir Putin món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất có thể. Nga đang trông chờ vào việc Mỹ sẽ làm với Ukraine. Chúng ta phải chứng minh rằng họ đã sai."
Tổng thống Zelensky chia sẻ rằng ông đã nghe được rất nhiều điều tuyệt vời trong cuộc nói chuyện với các lãnh đạo chính trị ở Washington và biết ơn sự hỗ trợ từ chính quyền Tổng thống Biden và các nghị sĩ. Ông nói, có những tín hiệu tích cực, thậm chí vượt xa. Nhưng chúng tôi hiểu rằng những lời nói không giống như những kết quả cụ thể. Chúng tôi sẽ tin tưởng vào một kết quả tuyệt vời hơn. Ông Zelensky quyết đoán phủ định mọi kêu gọi nhượng bộ lãnh thổ Ukraine cho Nga. Làm thế nào Ukraine có thể đơn giản là từ bỏ lãnh thổ của mình? Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận. Tổng thống Biden cho biết Mỹ muốn Ukraine giành chiến thắng, nhưng một nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đặt câu hỏi liệu viện trợ bổ sung có giúp Ukraine đánh bại Nga sau chiến dịch phản công mùa hè không mang lại lợi ích rõ ràng hay không. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Ron Johnson nói, mọi người muốn thấy Ukraine thắng, nhưng tôi vẫn chưa thấy khả năng đó. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, bà Adrienne Watson, tiết lộ thông tin tình báo mới được giải mật của Washington cho thấy, Nga dường như tin rằng sự bế tắc quân sự trong mùa đông sẽ làm cạn kiệt sự hỗ trợ từ phương Tây cho Ukraine và có thể mang lại lợi thế cho Moscow. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 12, Điện Kremlin tuyên bố rằng Mỹ không thể thay đổi tình hình ở Ukraine bằng cách bơm thêm hàng chục tỷ đô la vào nước này. Cuộc chiến trên không trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra căng thẳng, không kém chiến trường mặt đất. Việc vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Ukraine có thể được xem là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng của lực lượng hàng không vũ trụ Nga trong tình hình hiện nay. Phi công tiêm kích Nga đã so sánh trận chiến với phòng không Ukraine như đối đầu với quái vật Hydra. Phi công này nói, bạn loại bỏ một cái đầu, hai cái mới sẽ mọc ra. Một phi công lái tiêm kích Su-35 với biệt danh Alexei từng lập chiến công phá hủy radar phòng không của Ukraine mô tả, ban đầu là một tuyến phòng thủ nhiều lớp, sau đó dàn ra và trở thành tâm điểm. Các đầu mối này di chuyển liên tục. Nếu đối phương đứng yên, chúng ta sẽ nhanh chóng phá hủy chúng, vì vậy đối phương phải liên tục di chuyển. Anh Alexei chia sẻ, các hệ thống phòng không phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine khi bắt đầu cuộc xung đột gần như bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng nguồn cung cấp đang đến từ nước ngoài và hiện tại tình hình giống như một cuộc giằng co hoặc một cuộc chiến với quái vật Hydra. Phi công này cũng tiết lộ về khả năng chống lại tên lửa phòng không Buk, S-300 và Patriot của Mỹ. Phi công Nga giải thích, chế áp phòng không là một trong những nhiệm vụ của tôi. Chúng tôi có vũ khí đặc biệt cho việc này. Hiệu quả của công việc phụ thuộc vào mức độ tin cậy của thông tin trinh sát nắm được. Tên lửa của chúng tôi có tầm bắn xa hơn S-300 của Ukraine và Patriot lại càng không thể sánh được. Nó thậm chí còn dễ dàng hơn để xác định. Phi công Alexei cũng bày tỏ nghi ngờ về vai trò của máy bay chiến đấu F-16 trong lực lượng vũ trang Ukraine. Ông nhận định, đây chỉ là một món đồ chơi khác. Họ có Leopard và Abrams, chúng không đổi gì cả. F-16 giống như các máy bay nước ngoài khác, chưa từng đối mặt với lực lượng ngang hàng. Họ đã chiến đấu với các quốc gia không có hệ thống phòng không, không có hàng không, trong điều kiện thoải mái nhất. Nhưng ở đây, họ sẽ gặp khó khăn, sẽ bị đóng đinh xuống đất, giống như Su-27 và MiG-29 đã trải qua. Có thể F-16 chỉ dùng để mang và phóng vũ khí chính xác. Chiến trường Nga-Ukraine đang bước vào giai đoạn mùa đông đầy khó khăn. Mới đây, cựu lãnh đạo quân sự Lugang đã đề cập rằng thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là mưa băng, đã gây hỏng hàng loạt cho vũ khí và trang thiết bị phương Tây chuyển giao cho Ukraine. Cụ thể, ngày 12 tháng 12, trong buổi chia sẻ với tờ RIA Novosti, lãnh đạo quân sự Cộng hòa Nhân dân Lugang đã nghỉ hưu, ông Andrei Marokko đã đề cập tình hình giao tranh ở mặt trận Kupiansk, tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine. Ông cho biết, để nghi binh, lực lượng Ukraine phòng thủ ở làng Sinkovka và Petropavlovka đã điều các nhóm nhỏ tấn công hai biên sườn quân đội Nga mà không có hỏa lực yểm trợ phù hợp, dẫn đến tổn thất không đáng có. Ông cũng nói rằng thời tiết xấu mùa đông đang tạo ra nhiều khó khăn cho lực lượng Ukraine trên chiến trường. Ông Marokko lưu ý, với hiện tượng mưa băng và sự thay đổi liên tục của nhiệt độ, vũ khí và trang bị quân sự từ phương Tây chuyển giao cho Ukraine đã bị hỏng hàng loạt, súng thường xuyên bị kẹt hoặc không thể nạp đạn được. Mưa băng là hiện tượng thường xảy ra vào mùa đông, khi hạt mưa đông lại khi chạm vào bề mặt đất, tạo thành lớp băng dày vài cm bao phủ bề mặt. Theo ông Marokko, hiện tượng này đã khiến nhiều thiết giáp của Ukraine bị đóng băng, dẫn đến việc quân nhân mất nhiều thời gian để loại bỏ băng trên xe trước khi di chuyển, tạo điều kiện cho lực lượng Nga phát hiện. Tính đến nay, Bộ Quốc phòng Ukraine vẫn chưa có phản hồi. Ngày 11 tháng 12, Tư lệnh Lục quân Ukraine, ông Oleksandr Sikiy cho biết Nga đang tiến hành triển khai các đơn vị tấn công đến làng Sinkovka để tạo áp lực về phía thành phố Kupiansk. Ông nói rằng đối phương đã gánh chịu tổn thất lớn và phải triển khai lực lượng dự bị để bổ sung. Viện nghiên cứu chiến tranh ở Mỹ đã cho rằng trong mùa đông giao tranh ở một số mặt trận có thể giảm nhẹ do tuyết rơi và mưa làm ngập bùn các con đường, làm ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của cả hai bên. Lượng mưa tăng và tầm mây thấp trong mùa này cũng sẽ khiến hai bên khó triển khai thiết bị trên không như máy bay không người lái. Thời tiết lạnh giá gây khó khăn cho công tác hậu cần và các hoạt động quân sự cơ bản như lắp đạn pháo hay bóp cò súng.
điều kiện thời tiết có thể ảnh hưởng nặng nề đến Ukraine, đặc biệt là đối với vũ khí từ phương Tây, như các loại xe tăng do thường có thiết kế phức tạp, gây khó khăn trong quá trình vận hành và bảo dưỡng. Ví dụ xe tăng M1 Abrams mà Mỹ vừa chuyển giao cho Kiev yêu cầu vệ sinh bộ lọc gió 12 tiếng một lần, nếu không động cơ có thể bị hư hỏng. Cả Nga và Ukraine đều khẳng định tiếp tục hoạt động chiến đấu trong mùa đông. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng cả hai bên đều gặp khó khăn trong việc đạt được tiến triển khi thời tiết trở nên khắc nghiệt. Đại tá về hưu và hiện đang là phó chủ tịch của công ty tư vấn an ninh Global Guardian ở Mỹ, Seth Krumrich lưu ý, mùa đông sẽ chỉ làm gia tăng thêm khó khăn trên chiến trường, khả năng đạt được bước tiến trong điều kiện thời tiết như vậy là rất khó. Theo nhà phân tích của Al Jazeera, John Pesaropoulos, chiến dịch mùa đông sẽ đầy khó khăn và các chiến lược thoát khỏi bế tắc dài hạn có thể tạo hy vọng cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trong năm tới. Ngày 12 tháng 12, Thủ tướng Phần Lan Peter Apple đã thông báo kế hoạch mở lại hai cửa khẩu ở khu vực biên giới với Nga sau khi đóng cửa để ngăn chặn dòng người di cư vào tháng 11 vừa qua. Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Apple tuyên bố chính phủ quyết định đóng cửa biên giới phía đông, trừ hai cửa khẩu. Cụ thể, chính phủ Phần Lan sẽ mở cửa khẩu Valima và Nirala ở phía đông nam nước này từ ngày 14 tháng 12. Ông Apple nêu rõ, việc nới lỏng hạn chế này nhằm đánh giá tình hình và cam kết nếu không cải thiện, Phần Lan sẽ đóng lại hai cửa khẩu này. Phần Lan, nơi có đường biên giới chung dài 1.340 km với Nga, đã ghi nhận gần 1.000 người nhập cư bất hợp pháp qua cửa khẩu phía đông kể từ tháng 8. Chỉ trong tháng 10, có hơn 600 người di cư đã đến biên giới Phần Lan. Theo cơ quan di trú, những người di cư này đến từ Yemen, Afghanistan, Kenya, Maroc, Pakistan, Somalia và Syria. Chính quyền Phần Lan dự kiến số người di cư đến nước này sẽ tiếp tục tăng. Hồi đầu tháng 12, Phần Lan đã đóng toàn bộ 8 cửa khẩu với Nga trong 2 tuần, với cáo buộc rằng Moscow đang khuyến khích người tị nạn đi qua biên giới của nước này để vào khu vực Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Chính phủ Nga phản đối quyết định của Phần Lan về việc đóng cửa biên giới với họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho rằng Phần Lan đã hành động đơn phương khi đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới với Nga. Moscow cũng đã gửi một công hàm phản đối tới Đại sứ Phần Lan về việc đóng cửa các trạm kiểm soát, cáo buộc rằng Helsinki đã vi phạm quyền lợi của người Phần Lan cũng như người Nga. Sau khi gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào tháng 4 năm 2023, biên giới Phần Lan trở thành biên giới chung của NATO. Trước đó, ngày 8 tháng 12, Ngoại trưởng Elina Vantonen đã tuyên bố Phần Lan đang chặt chẽ theo dõi tình hình ở khu vực biên giới. Với việc tình hình ổn định trở lại, quốc gia Bắc Âu này có kế hoạch nới lỏng biện pháp kiểm soát và mở lại một số cửa khẩu. Bà Vantonen cũng nói về báo cáo gần đây cho biết Nga có kế hoạch ngăn cản Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, một tình hình mà bà gọi là rất đáng lo ngại. Ngoại trưởng Phần Lan nhấn mạnh, năm ngoái, khi chúng tôi nộp đơn gia nhập NATO, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mọi tác động của Nga, vì thế mối đe dọa này vẫn còn. Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy mới đây đã nêu quan điểm cho rằng Ukraine nên duy trì tư cách quốc gia trung lập với sự đảm bảo an ninh từ cộng đồng quốc tế. Theo ông Sarkozy, Ukraine không nên gia nhập NATO mà nên chịu trách nhiệm làm cầu nối giữa Nga và châu Âu. Trong buổi trao đổi với tờ El Mundo, ông gọi việc đưa Ukraine vào NATO là một sai lầm. Ông nhấn mạnh rằng, nhiệm vụ của Ukraine là duy trì tư cách quốc gia trung lập và có sự bảo đảm an ninh từ cộng đồng quốc tế, đồng thời đóng vai trò là cầu nối giữa Nga và châu Âu. Chính trị gia Pháp nói, tất nhiên, nhiệm vụ của Ukraine là duy trì địa vị là một quốc gia trung lập với sự đảm bảo an ninh rất đáng tin cậy từ cộng đồng quốc tế, đồng thời phấn đấu trở thành cầu nối giữa Nga và châu Âu một lần nữa. Trong ví dụ của mình, ông Sarkozy đã đề cập đến Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia đóng vai trò cầu nối giữa châu Á và châu Âu, và ông cho rằng Ankara không nên cố gắng hội nhập vào khu vực châu Âu. Trước đó, ông đã cảnh báo về việc tiếp tục xung đột ở Ukraine, cho rằng các quốc gia phương Tây đang đứng trên bờ vực nguy hiểm vì tình hình có thể trở nên không kiểm soát được. Ông tin rằng con đường ngoại giao và đối thoại chưa được thực hiện đầy đủ. Bản thân Tổng thống Zelensky cũng thể hiện sự không chắc chắn về việc Ukraine có thể trở thành thành viên NATO hay không. Cuối tháng trước, tại một cuộc giao lưu với sinh viên ở Nikolaev, khi trả lời câu hỏi liên quan đến tương lai an ninh quốc gia, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận ông không chắc chắn liệu Ukraine có thể gia nhập NATO hay không. Ông thừa nhận, chúng tôi không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, không ai có thể trả lời chắc chắn điều đó, hoặc chúng ta sẽ gia nhập NATO, hoặc không, chúng ta muốn, nhưng... Ông nhấn mạnh, cho dù thế nào, Ukraine sẽ tiếp tục làm mọi việc có thể và đặt vấn đề an ninh quốc gia lên hàng đầu.
Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt. Ukraine coi tư cách thành viên NATO là mục tiêu chiến lược trong chính sách đối ngoại kể từ năm 2017. Năm 2022, Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO. Tuy nhiên, đến nay, NATO vẫn chưa kết nạp Kiev. Vài ngày trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định các thành viên liên minh đều nhất trí rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên của khối trong tương lai, nhưng phải sau khi xung đột kết thúc và Kiev phải đáp ứng các yêu cầu về cải cách. Trong khi đó, hôm 11 tháng 12, cựu trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Alexei Arestovych cho rằng với Nga, chỉ cần Ukraine không gia nhập NATO. Với Ukraine, chúng ta cần họ chấm dứt cuộc xung đột này. Đó là những điều kiện để khởi động một cuộc đàm phán thực chất, không chỉ giữa Nga và Ukraine, về một hệ thống an ninh tập thể mới ở châu Âu. Về phía Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã từng tuyên bố chúng tôi liên tục làm rõ quan điểm của mình về việc Ukraine gia nhập NATO. Nga sẽ không bao giờ chấp nhận Ukraine gia nhập NATO, dù toàn phần hay một phần, hay dưới bất cứ hình thức nào. Bà Zakharova nhấn mạnh, Moscow sẽ đáp trả kể cả khi Ukraine gia nhập một phần vào liên minh quân sự gồm 31 thành viên do Mỹ dẫn dắt. Cảnh báo này được đưa ra sau khi cựu Tổng thống NATO Andrej Rasmussen đề xuất ý tưởng trao tư cách thành viên một phần cho Ukraine. Ngày 12 tháng 12, một số quan chức Mỹ đã tiết lộ việc lực lượng phòng vệ Israel IDF đã bắt đầu bơm nước biển vào hệ thống địa đạo của Hamas ở dải Gaza nhằm làm ngập. Quá trình này được dự đoán có thể kéo dài vài tuần. Cùng ngày, hai quan chức Mỹ khác cũng xác nhận với kênh ABC News rằng Israel đã bắt đầu bơm nước vào các đường hầm ở Gaza. Biện pháp này đang được triển khai ở phạm vi hạn chế nhằm đánh giá hiệu quả so với các phương án khác. Khi được hỏi về thông tin này, Trung tướng Hezi Halevi, tham mưu trưởng IDF, nói trong một cuộc họp báo rằng chiến thuật như vậy sẽ là một ý kiến hay. Dường như xác nhận hoạt động này, ông Halevi nói thêm, chúng tôi đang thấy rất nhiều cơ sở hạ tầng ngầm ở Gaza, chúng tôi biết sẽ có rất nhiều. Một phần của mục tiêu là phá hủy cơ sở hạ tầng này. Chúng tôi có nhiều cách khác nhau để đối phó với các đường hầm. Tôi sẽ không nói chi tiết cụ thể, nhưng một số cách gồm dùng chất nổ để phá hủy và các phương tiện khác để ngăn chặn các thành viên Hamas sử dụng đường hầm để làm hại binh lính của chúng tôi. Theo các nguồn tin, việc làm ngập có thể phá hủy hệ thống địa đạo của Hamas. Đây là nơi mà Israel tin rằng Hamas sử dụng để giấu con tin, cũng như sở chỉ huy, kho vũ khí, đạn dược. Một số quan chức Mỹ lo ngại nước biển sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung nước ngọt của Gaza. Bộ Quốc phòng Israel từ chối bình luận và cho biết nước này đang tiến hành xác minh thông tin. Trong khi đó, tại một cuộc họp báo ở Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối nói thẳng vào vấn đề mà chỉ khẳng định rằng không có con tin nào bị Hamas giam giữ trong khu vực mà Israel nhắm tới. Trong nhiều năm qua, lực lượng Hamas đã xây dựng một mạng lưới đường hầm dày đặc ở dải Gaza. Những đường hầm này được sử dụng như kho chứa vũ khí, nơi trú ẩn, trung tâm chỉ huy và là hệ thống vận chuyển vũ khí bí mật, bao gồm cả bệ phóng tên lửa. Hệ thống đường hầm này rộng và dày đặc, được mô tả như một thành phố dưới lòng đất bởi lực lượng Israel. Điều này tạo điều kiện cho lực lượng Hamas để kết nối và di chuyển an toàn mà không bị phát hiện. Ngày 12 tháng 12, Israel tiếp tục ném bom Gaza sau khi nói rằng chiến dịch loại bỏ Hamas của họ đã khiến nhóm vũ trang Palestine đứng trên bờ vực tan rã. Hãng thông tấn chính thức của Palestine, Wafa cho biết các cuộc không kích của Israel đã khiến hàng chục người ở thành phố Rafah thiệt mạng, nơi hàng chục nghìn người đang tìm nơi trú ẩn. Các cuộc tấn công nhắm vào thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza hiện cũng là tâm điểm của cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas. Giao tranh và bắn phá quyết liệt tại miền nam Gaza, nơi mà trước đây Israel đã kêu gọi dân thường tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, đã gây ra tình trạng mà người dân không có nơi nào để chạy trốn khỏi xung đột. Theo tờ Bricoder, các nhà hoạt động nhân đạo đang lo ngại lãnh thổ bị bao vây sẽ sớm chìm trong bệnh tật và nạn đói, đồng thời đang gây áp lực ngoại giao lên Israel để tăng cường nỗ lực bảo vệ dân thường Gaza. Trước đó, ngày 11 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant cho biết, Hamas đang trên bờ vực tan rã, quân đội Israel đang tiếp quản những thành trì cuối cùng của họ. Cùng ngày, tư lệnh quân đội Israel, ông Hezi Halevi, đã đến thăm trung tâm Khan Yunis, nơi ông cho biết lực lượng của ông đang đảm bảo thành công của chúng tôi ở phía bắc dải Gaza, lối vào ở phía nam Gaza và cả sâu trong lòng đất. Liên Hợp Quốc ước tính 1,9 triệu trong số 2,4 triệu người trên lãnh thổ này đã phải di rời vì do xung đột giữa Israel và Hamas. Trong bối cảnh chiến sự giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ngày 12 tháng 12, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 đã thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn vì nhân đạo ngay lập tức ở dải Gaza. Tại phiên bỏ phiếu, nghị quyết do Ai Cập,
đại diện cho các nhóm quốc gia Ả Rập. Bảo trợ này nhận được 153 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 23 phiếu trắng. Nghị quyết nhắc lại lời kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo, nhất là việc bảo vệ dân thường. Bên cạnh đó, nghị quyết yêu cầu thả những người bị bắt ngay lập tức và vô điều kiện, cũng như đảm bảo việc tiếp cận nhân đạo. Phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Đại hội đồng, ông Dennis Francis, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục bế tắc trong việc tìm kiếm một hành động thống nhất nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng ở dải Gaza. Trong bài phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Dennis Francis đã đề cập đến tình trạng cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng trở nên nghiêm trọng ở Gaza. Ông một lần nữa kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt mọi hành động bạo lực và thù địch nhằm vào dân thường vô tội. Theo ông Francis, đang có các cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào dân thường, sự sụp đổ của các hệ thống nhân đạo và tình trạng thiếu tôn trọng sâu sắc luật pháp quốc tế cũng như luật nhân đạo quốc tế. Nhà ngoại giao này khẳng định xung đột cũng phải có luật lệ và các bên không được phép chệch hướng khỏi các nguyên tắc và giá trị cốt lõi. Đại sứ Ai Cập, ông Osama Mahmoud Abdel Khalek Mahmoud tuyên bố rằng nghị quyết này rất đơn giản, rõ ràng và có 4 nội dung: hệ thống y tế, hỗ trợ nhân đạo đang bị hủy hoại ở Gaza. Việc thông qua và thực thi nghị quyết này chỉ nhằm bảo vệ tính mạng cho thường dân vô tội. Theo ông Abdel Khalek Mahmoud, nhóm các nước Ả Rập tin rằng nỗ lực của một nhóm nhỏ quốc gia đi ngược lại lập trường chung của cộng đồng quốc tế dựa trên khái niệm rằng Israel có quyền tự vệ, song rõ ràng đây là trường hợp điển hình về tiêu chuẩn kép và Israel không có quyền đó. Đại sứ Ai Cập nhấn mạnh các tội ác xung đột nhằm vào người dân Palestine cần phải chấm dứt. Từ khi cuộc chiến tại Gaza bùng nổ, nhiều thành viên cấp cao của chính phủ Israel, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đều nhất quyết sẽ loại bỏ Hamas. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự đã trả lời rất ngắn gọn cho câu hỏi liệu có khả năng nhổ tận gốc lực lượng Hamas? Đó là không. Chiến dịch quân sự của Israel có thể giảm năng lực của Hamas, nhưng để đánh bại hệ tư tưởng của lực lượng này là bất khả thi nếu không có giải pháp chính trị. Trên một số kênh truyền hình Israel, những khẩu hiệu như cùng nhau chúng ta sẽ chiến thắng thường xuyên xuất hiện. Israel đã tiến hành các cuộc tấn công bằng bom ở dải Gaza, nơi có hơn 2 triệu người Palestine sinh sống, kể từ cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10. Cuộc tấn công cũng bao gồm các cuộc tấn công đất đối với Gaza, ngăn cản cung cấp thực phẩm, nước và điện vào khu vực này. Nhưng liệu thực sự có thể loại bỏ hoàn toàn Hamas và chiến thắng trong tình huống như thế này? Kênh DWK của Đức cho biết, các chuyên gia đã nhiều lần trả lời là không. Chuyên gia về Trung Đông tại Viện An ninh và Quốc tế Đức, ông Guido Steinberg cho biết, Hamas có khoảng 20.000 đến 30.000 thành viên. Hamas không công nhận nhà nước Israel. Lực lượng này tin rằng tôn giáo phải là nền tảng của bất kỳ chính phủ Palestine nào. Theo ông, Hamas là một phong trào xã hội được ủng hộ rộng rãi ở dải Gaza, và đó là vấn đề về lâu dài. Hamas trên thực tế đã nắm quyền kiểm soát Gaza kể từ năm 2007. Một bộ phận chính quyền của lực lượng này có mạng lưới phúc lợi xã hội được gọi là Dawa. Mạng lưới dân sự này có khoảng 80.000 đến 90.000 thành viên. Dawa có nghĩa là kêu gọi hoặc lời mời và được định nghĩa trong lịch sử là một cách kêu gọi hoặc mời thêm nhiều tín đồ đến với đức tin của mình thông qua tiếp cận xã hội. Hồi cuối tháng 10, giáo sư Rasi Khalidi tại Đại học Columbia phân tích với tờ báo Tây Ban Nha El País rằng Israel muốn xóa bỏ vai trò một thể chế, một cấu trúc chính trị, tôn giáo và văn hóa, cũng như một cấu trúc quân sự Hamas. Ông Khalidi cho rằng Israel không thể thực hiện hai điều đầu tiên. Ông lập luận rằng dù Israel có loại bỏ được lãnh đạo hoặc các tay súng của Hamas, thì Hamas vẫn là một lực lượng chính trị. Tuy nhiên, ông Khalidi tin rằng Israel có thể làm suy yếu năng lực quân sự của Hamas. Quân đội Israel đứng thứ 18 trên 145 quốc gia trong danh sách năm 2023 của Global Firepower về sức mạnh vũ trang. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm báo cáo rằng năm 2022, Israel đã chi 4,5% thu nhập quốc gia cho quốc phòng, nhiều hơn Mỹ và Đức vốn lần lượt chỉ là 3,5% và 1,4%. Do đó, Israel chắc chắn có đủ nguồn lực để làm suy yếu Hamas và truy lùng các thủ lĩnh của lực lượng này. Mặc dù chưa thể xác minh độc lập, nhưng chính phủ Israel gần đây cho biết họ đã loại bỏ hàng nghìn thành viên Hamas. Các chuyên gia tại tổ chức phi lợi nhuận International Crisis Group tại trụ sở Bỉ trong tháng 12 phân tích,
một số quan chức phương Tây tin rằng cuộc tấn công của Israel cho đến nay kết hợp với an ninh biên giới được nâng cao đã đảm bảo rằng Hamas sẽ không tiến hành một cuộc tấn công khác giống như vụ ngày 7 tháng 10. Cựu đặc phái viên của Mỹ tại Trung Đông, ông Dennis Rowe, viết trong một bài bình luận trên tờ New York Times vào tháng 10, tương tự như điều Hamas đã làm sau các cuộc xung đột với Israel vào năm 2009, 2012, 2014 và 2021. Lực lượng này gần như chắc chắn sẽ tái vũ trang và khôi phục, do đó ông phản đối lệnh ngừng bắn cho đến khi Hamas bị tước bỏ quyền lực. Người đứng đầu CBLI, công ty tư vấn phân tích rủi ro, ông Justin Krum cho biết, quân đội Israel có thể loại bỏ giới lãnh đạo Hamas, phá hủy các cơ sở phóng tên lửa, nhưng họ sẽ không loại bỏ được tư tưởng của Hamas. Ông Krum nói với DW rằng, việc loại bỏ Hamas bằng biện pháp quân sự là vô nghĩa, bởi trong khi một số người Gaza quay lưng với Hamas, những người khác lại thông cảm với lực lượng này. Họ sẽ phẫn nộ với Israel và điều đó có thể thúc đẩy chu kỳ bạo lực như mọi khi, trừ khi có một sự thay đổi rất lớn. Tuần trước, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres đã hối thúc cộng đồng quốc tế nỗ lực hết sức nhằm chấm dứt nỗi khổ mà người dân giải Gaza đang phải chịu đựng. Xung đột đã khiến hơn 60% nhà cửa tại Gaza bị phá hủy hoặc hư hại, khoảng 85% dân số phải di tản. Các chuyên gia của International Crisis Group đánh giá, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố rằng loại bỏ Hamas sẽ tạo điều kiện để Gaza từ bỏ cực đoan đến với quan điểm ôn hòa hơn, nhưng điều ngược lại có thể xảy ra. Chiến dịch đang diễn ra và hậu quả của nó sẽ tạo ra hình thức chiến đấu mới, có lẽ gan lì hơn. Ngày 13 tháng 12, trong cuộc họp của các chỉ huy quân sự hàng đầu Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Won Sik đã đe dọa sẽ tạo ra địa ngục hủy diệt cho Triều Tiên để chống đỡ bất kỳ hành động liều lĩnh nào của Bình Nhưỡng. Ông Won Sik cảnh báo, Triều Tiên chỉ có hai lựa chọn hòa bình hoặc hủy diệt. Nếu Triều Tiên thực hiện những hành động liều lĩnh gây tổn hại đến hòa bình, chỉ có địa ngục hủy diệt đang chờ họ. Trước đó, ông Shin đã đến thăm Bộ chỉ huy tên lửa nước này. Ông Shin nói rằng Bộ chỉ huy tên lửa sẽ có nhiệm vụ tấn công chí mạng vào tim và đầu đối thủ trong trường hợp xảy ra xung đột. Trong cuộc gặp với các chỉ huy, Bộ trưởng Shin đã vạch ra những bước đi mà quân đội Hàn Quốc đang thực hiện để tăng cường năng lực của mình. Những biện pháp đó bao gồm phóng vệ tinh của riêng mình, cải thiện phúc lợi cho binh sĩ và tăng cường đáng kể hệ thống phòng thủ ba trục của Hàn Quốc được thiết kế để chống lại các mối đe dọa quân sự của Triều Tiên. Trong đó có cả kế hoạch xung đột kêu gọi tấn công phủ đầu nếu cần thiết. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Triều Tiên đối với cảnh báo trên. Triều Tiên lâu nay bảo vệ việc phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân như một quyền chủ quyền cần thiết để chống lại những động thái của Mỹ và các đồng minh. Ngày 12 tháng 12, tờ Đô Đông Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đã đăng tải một đoạn bình luận về cuộc tập trận chung gần đây của Mỹ với Úc và Nhật. Các cáo buộc động thái của Mỹ nhằm tăng cường liên minh là nguyên nhân sâu xa làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực. Trong một diễn biến khác cùng ngày 13 tháng 12, hãng thông tấn KCNA đưa tin, Bộ trưởng Quan hệ Kinh tế Đối ngoại của Triều Tiên Yoon Jong-ho đã tiếp tình trường Oleg Kozhemyako của tỉnh Prikosky thuộc vùng viễn đông của Nga. Cuộc gặp tập trung vào việc nâng cao hợp tác kinh tế lên một tầm cao hơn. Cũng theo KCNA, các nhóm công tác kinh tế và thương mại của hai bên đã ký một thỏa thuận, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về thỏa thuận đó, cũng như cuộc gặp giữa các quan chức. Ông Kozhemyako viết trên kênh Telegram của mình rằng, đây là chuyến thăm đầu tiên sau thời gian dài tạm nghỉ do đại dịch COVID-19. Chương trình của phái đoàn chúng tôi bao gồm nhiều cuộc gặp nhằm phát triển quan hệ nhân đạo giữa Primorsky và Triều Tiên, trước hết là trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và thể thao. Hồi tháng trước, ông Kozhemyako nói với hãng tin TASS rằng Primorsky sẵn sàng xem xét khả năng cung cấp một phần đất nông nghiệp của mình cho nông dân Triều Tiên canh tác. Chuyến thăm của ông Kozhemyako đánh dấu chuyến thăm mới nhất trong loạt chuyến thăm song phương kể từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm Nga vào tháng 9 và gặp Tổng thống Vladimir Putin để thảo luận về việc tăng cường hợp tác quân sự. Liên Hợp Quốc đã lên tiếng kêu gọi tài trợ lên đến 46 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 để hỗ trợ hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi các khủng hoảng nhân đạo trên toàn cầu, bao gồm cả ở các vùng lãnh thổ bị kiểm soát như Palestine, Sudan và Ukraine. Thông qua báo cáo tổng quan về nhân đạo toàn cầu đến năm 2024, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo OCHA của Liên Hợp Quốc cho biết gần 300 triệu người sẽ cần hỗ trợ nhân đạo vào năm tới do các nguyên nhân như xung đột, tình trạng khí hậu khẩn cấp và các vấn đề kinh tế. Trong số này, 74,1 triệu người ở Đông và Nam Phi, đa số bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng ở Sudan. Giám đốc trợ lý của Liên Hợp Quốc, ông Martin Griffiths đã tuyên bố sẽ tập trung vào việc cứu trợ các nhu cầu cụ thể,
Các tổ chức khác như Hội chữ thập đỏ quốc tế và Hội chữ thập đỏ các quốc gia cũng đã đưa ra lời kêu gọi tài trợ riêng của họ. Nhóm năm nước cần hỗ trợ nhiều nhất bao gồm Syria tương đương 4,4 tỷ đô la Mỹ, Ukraine tương đương 3,1 tỷ đô la Mỹ, Afghanistan tương đương 3 tỷ đô la Mỹ, Ethiopia tương đương 2,9 tỷ đô la Mỹ và Yemen tương đương 2,8 tỷ đô la Mỹ. Theo khu vực, Trung Đông và Bắc Phi cần tới 13,9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 là con số cao nhất so với các vùng khác. Báo cáo hàng năm về nhu cầu nhân đạo toàn cầu của OCHA đã chỉ ra một cuộc khủng hoảng tài chính lớn khi chỉ có 1/3 số tiền kêu gọi 57 tỷ đô la Mỹ được huy động trong năm qua. Giám đốc của OCHA, ông Griffiths đã nhấn mạnh rằng đây là thiếu hụt kinh phí tồi tệ nhất trong nhiều năm. Ông cũng gặp khó khăn trong việc giảm mức kêu gọi cho năm 2024 và đảm bảo rằng các cơ quan viện trợ sẽ hành động thực tế, tập trung và mạnh mẽ trong việc đáp ứng nhu cầu. Ông Griffiths nhận định, tôi nghĩ toàn bộ khu vực Trung Đông nói chung, bao gồm dải Gaza và bờ Tây, sẽ là khu vực cần cứu trợ nhiều nhất, nhưng Ukraine cũng đang trải qua thời kỳ khó khăn với nguy cơ xung đột tái diễn mạnh mẽ trong năm tới. Nước này sẽ cần rất nhiều sự chú ý. Ông Griffiths cũng đã chỉ ra rằng các cơ quan viện trợ thường chỉ có ít nguồn tài trợ vào thời điểm cần thiết khi nhu cầu của người dân tăng lên. Do đó, Liên Hợp Quốc đã giảm số tiền kêu gọi xuống còn 46,4 tỷ đô la Mỹ cho năm 2024 và sẽ tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ cho những nhóm cần nhất. Điều này có thể là năm đầu tiên từ năm 2010 mà số tiền từ thiện hàng năm cho các quỹ nhân đạo giảm đi. Thông tin từ sách đỏ toàn cầu của IUCN cho thấy, tình hình nhiều loài cá nước ngọt đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng. Khoảng 25% loài cá nước ngọt trên toàn cầu đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, một con số lo ngại do tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu. IUCN đã công bố đánh giá tại hội nghị COP28 về biến đổi khí hậu do Liên Hợp Quốc chủ trì tại UAE. Đánh giá của IUCN cũng nêu rõ mối đe dọa của biến đổi khí hậu đối với các loài cá hồi Đại Tây Dương, rùa xanh và cây gỗ gụ. Tổng giám đốc IUCN Christel Aguilar nhấn mạnh, biến đổi khí hậu đe dọa đa dạng sinh học trên hành tinh và ảnh hưởng đến khả năng của thiên nhiên trong việc đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người. Trong tổng số gần 15.000 loài cá nước ngọt được đánh giá, khoảng 25% loài có nguy cơ tuyệt chủng, trong đó có ít nhất 17% loài đang phải chịu hậu quả của biến đổi khí hậu, bao gồm dao động mực nước và thay đổi mùa. IUCN sử dụng 9 bậc đánh giá nguy cơ tuyệt chủng dựa trên tốc độ suy giảm, kích thước quần thể, phạm vi phân bố và mức độ phân tách quần thể và khu vực phân bố, từ tuyệt chủng cho đến không được đánh giá. Đây là một cách để đánh giá mức độ nguy cơ mất mát loài và thiên nhiên. Thông tin từ sách đỏ IUCN gần đây cho thấy, tình hình loài cá hồi Đại Tây Dương và một số loài khác đang đối diện với nguy cơ lớn từ biến đổi khí hậu và hoạt động của con người. Quần thể cá hồi Đại Tây Dương đã giảm 23% từ năm 2006 đến năm 2020, từ bậc ít quan tâm, nay đã leo lên bậc gần bị đe dọa. Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến tất cả các giai đoạn trong vòng đời của chúng, gây suy giảm nguồn thức ăn và tạo điều kiện cho sự lây lan của các loài ngoại lai, đồng thời tăng nguy cơ chết non cho cá hồi non do ô nhiễm nguồn nước từ các hoạt động như khai thác gỗ và nông nghiệp. Rùa xanh ở Trung Nam Thái Bình Dương và Đông Thái Bình Dương đang gặp rủi ro nghiêm trọng khi loài này được phân loại là có nguy cơ tuyệt chủng và dễ bị tổn thương. Trong sách đỏ IUCN, tình trạng nhiệt độ nước biển tăng đã ảnh hưởng đến việc sinh sản và nguồn thức ăn của rùa xanh, gây nguy cơ với các con non. Ngoài ra, việc bắt và sử dụng rùa trưởng thành làm sản phẩm phụ cũng đẩy loài này vào tình trạng nguy cơ. Cây gỗ gụ lá lớn cũng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do khai thác gỗ không bền vững và sự xâm lấn của nông nghiệp vào các khu rừng nhiệt đới, nơi loại cây này phát triển. Điều này đe dọa tình trạng tồn tại của chúng trong tự nhiên. Trước tình trạng này, Chủ tịch IUCN Razan Ons Mubarak nhấn mạnh, để đảm bảo tính bền vững của hành động bảo tồn, chúng ta cần giải quyết dứt điểm các cuộc khủng hoảng về khí hậu và đa dạng sinh học vốn liên kết chặt chẽ với nhau. Sách đỏ IUCN hiện nay bao gồm 157.190 loài, trong đó có 44.016 loài đang bị đe dọa tuyệt chủng. Hiện tại, ông Trump đang là ứng viên sáng giá nhất của Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Cựu Tổng thống Trump dẫn trước các ứng viên khác đến gần 50 điểm phần trăm trong một số cuộc thăm dò dư luận quy mô toàn quốc. Thậm chí thăm dò mới đây do đài CNN thực hiện còn cho kết quả cựu Tổng thống Trump đang dẫn trước đương kim Tổng thống Joe Biden, người cũng tái tranh cử tại hai bang chiến địa quan trọng Michigan và Georgia.
Theo Reuters, có bốn lý do khiến cựu Tổng thống Trump dù vướng vào nhiều bê bối, chấn động, nhưng sáng cửa tái đắc cử năm sau. Thứ nhất là cử tri không hài lòng với chính quyền đương nhiệm. Chính quyền Tổng thống Biden nhiều lần tuyên bố nền kinh tế Mỹ đang ở trạng thái tốt, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 6,3%. Lúc cựu Tổng thống Trump rời nhiệm sở xuống còn 3,9%, lạm phát cũng từ mức đỉnh hơn 9% vào tháng 6 năm 2022, xuống 3,2% vào tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, phần lớn công chúng bao gồm nhiều cử tri da màu và cử tri trẻ tuổi lại không cho là vậy. Tốc độ vật giá leo thang đối với những mặt hàng thiết yếu như tạp hóa ô tô, nhà ở, chăm sóc trẻ em và người già đã vượt xa tiền lương của họ. Người Mỹ quan tâm về khả năng chi trả thực tế của họ nhiều hơn là những con số vĩ mô. Đặc biệt, khi nói về vấn đề kinh tế, Đảng Cộng Hòa của ông Donald Trump giành được sự tín nhiệm nhất định của cử tri. Thứ hai là yếu tố sợ hãi. Theo đó, người dân không chỉ lo lắng về kinh tế, cựu Tổng thống Trump đã nói lên những nỗi lo của nhiều cử tri da trắng ở một đất nước ngày càng trở nên đa dạng và tiến bộ về văn hóa. Ngoài ra, họ còn có cảm giác mất dần vị thế khi loạt yếu tố đóng vai trò nền tảng của cuộc sống Mỹ. Quyền sở hữu nhà, mức lương xứng đáng theo kịp lạm phát, giáo dục đại học ngày càng trở nên xa vời với nhiều người. Thăm dò chỉ ra họ lo lắng về tình hình tội phạm cũng như về dòng người di cư vượt qua biên giới Mỹ-Mexico bất hợp pháp. Cựu Tổng thống Trump rất giỏi truyền tải thông điệp bản thân, đứng ngoài hệ thống chính trị, tuyên bố đất nước đang hỗn loạn và mình là vị cứu tinh. Thứ ba là hàng triệu cử tri vẫn tin cựu Tổng thống Trump, trong khi những người chỉ trích ở Đảng Cộng Hòa, Dân Chủ và cả truyền thông cho rằng ông Trump không phù hợp để trở thành Tổng thống, hàng triệu cử tri không đồng tình với quan điểm này. Thậm chí, nhiều người ủng hộ tin rằng ông Trump là nạn nhân chính trị. Ít nhất một nửa số cử tri Cộng Hòa tham gia khảo sát của Reuters hồi đầu năm nay nói rằng họ vẫn sẽ bỏ phiếu cho ông Trump nếu ông bị kết tội hình sự. Hơn nữa, ông Trump có thể viện dẫn 4 năm cầm quyền của mình với lập luận rằng bộ máy chính phủ phần lớn hoạt động bình thường, dù đôi khi hỗn loạn, và rằng những cáo buộc chống lại ông như cấu kết với Nga là vô căn cứ. Thứ tư, ông Trump có thể quy trách nhiệm cho ông Biden, bất chấp sự đầu tư lớn của chính phủ vào cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch và sản xuất chip, Nhà Trắng vẫn không thể thuyết phục được phần lớn công chúng rằng các chính sách tạo việc làm của ông Biden đã tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của họ. Ngoài ra, cuộc xung đột ở Ukraine và ở dải Gaza cũng chia rẽ cử tri Mỹ. Thông điệp nước Mỹ trên hết của ông Trump có thể nhận được sự ủng hộ của một bộ phận lớn cử tri đang cảnh giác với việc Mỹ can dự nhiều hơn vào Ukraine hoặc Israel. Tuy vậy, bốn lý do này chưa đảm bảo cựu Tổng thống Trump chắc chắn tái đắc cử. Ông vẫn không được ưa thích ở nhiều nơi và trong nhiều nhóm cử tri. Nếu Đảng Cộng Hòa chọn ông làm ứng viên đại diện, có khả năng số cử tri bỏ phiếu cho ứng viên Đảng Dân Chủ tăng vọt để chống lại ông. Giọng điệu tuyên truyền mang tính kích động của cựu Tổng thống Trump cũng có thể làm mất lòng cử tri ủng hộ Đảng Cộng Hòa chủ trương ôn hòa cùng cử tri độc lập.